Vâng, xin chào các bác đến kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe địa hình mới nhất về tại Hàng Em, dòng Mirada HFS 360. Chiếc xe được trang bị Mayer bạc đạn cối nổ và nguyên bộ group của Shimano DOD. Rất là cao cấp các bác nhé. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe có tông màu chủ đạo, tông màu trắng đen. Với dáng rất là thể thao các bác nhé. Đây là mã model Mirada HFS 360. Chiếc khung xe có một vài vết xước như này, không đáng kể các bác. Vết xước răm nhẹ thôi. Cầu yên hiệu của Chuvati. Yên thì rất là êm các bác nhé. Xe được trang bị ở nguyên bộ group của Shimano DOD. Phủ đề đây các bác. Phủ đề đùi đĩa, đùi đĩa trục rỗng của DOD luôn. Mayer bạc đạn cối nổ. Rồi, rất là cao cấp. Chiếc xe đến từ thương hiệu của Mirada. Bộ phanh của Mỹ, phanh dầu của Mỹ Avis các bác nhé. Đây các bác thể thấy chữ Avis đây. Các bác có thể lên Google search thêm một phanh này. Vâng, đây là lốp, lốp của xe, đánh giá lốp thì còn rất là mới các bác nhé. Còn nguyên gai đây. Lốp này chắc là chủ trước mới thay vào. Trước còn đi còn rất là lâu đó. Thông số lốp. Lát em sẽ quay thông số lốp các bác. Bộ vành phản quang các bác nhé. Bộ vành này đi đêm tối thì xe chiếu vào sẽ phản lại ánh sáng, các bác tránh được những nguy hiểm. Thì bên trên đây phốt và ghi đông của Chuvati. Tay nắm cao su, sử dụng bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano DOD 10 tầng và đĩa 3 tầng cho xe 30 tốc độ thay đổi. Bộ phanh dầu Avis, phanh dầu của Mỹ, phanh dầu thủy lực, giảm sóc hơi. Đây là sóc hơi các bác. Đây là chỗ bơm hơi thôi nhé. Để khóa sóc. Đây là bộ phanh của trước của xe. Đằng trước đây thì bộ phanh cũng là phanh phản quang các bác nhé. Thông số lốp là 26 × 2.0. Đây là lốp rất thông dụng của dòng xe địa hình
máy ơi bạc đạn đây. Rồi sẽ đo chiều cao không đứng của xe. Ở xe có một cái mã số đây, nghĩa là đây số đăng ký của xe hay là gì đấy. Gạt đĩa cũng của DOJ các bác nhé. Vâng, xe có chiều cao không đứng là 42, không ngang, không ngang là 52 các bác nhé. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 đi vừa chiếc xe này, 10 tầng lít. Lên lift. Xuống lift. Vâng, nguyên bộ group của siêu đâu đây đây. Mayer bạc đạn, phối nổ đây. Phía tay phải là bên đĩa, đùi đĩa 2 tầng, à 3 tầng của Shimano DOJ. Lên đĩa. Gạt đĩa ở DOJ luôn các bác nhé. Rất là cao cấp. Vâng, chuyển động rất là ngon. Quay rất là bon này. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Merida HFS 360. Chiếc xe được trang bị nguyên bộ group của Shimano DOJ, Mayer bạc đạn phối nổ, phanh dầu thủy lực của Avis và vành đúc vành Đức, cặp vành Mayer của Đức và giảm sóc của sau hơi các bác nhé. Chiếc xe được bán tại G&E mức giá là 9,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Anh Kia Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại G&E. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.